hello mọi người nha. Hôm nay mình giới thiệu đến mọi người một cái sản phẩm là lam Bosco ha. Lam Bosco này thì trước đây nó đã có trên thị trường rồi. Rất nhiều anh em ưa chuộng sử dụng nó với cái giá thành và chất lượng thì mình thấy là ok nha. Trong cái giá tiền này nó mồi bị đứt hàng một thời gian, cũng là gần nửa năm nay là không có hàng, bây giờ mới có lại rồi. Thì đợt này có lại thì Bosco có cải tiến cho chúng ta lên một cái lam này. Cái này trước đây thì Bosco là cái lam mà cắt cái đuôi này nè, sẽ đuôi dùng cho cái cưa 250-180 á, là Bosco không có cái lam 16 inch đúng nghĩa, tức là khoảng 29.5 đến 30 mắt. Trước đây là chỉ có 27.5 thôi, bây giờ có một cái lam 30 mắt rồi. Đó, sản phẩm này là ưa chuộng nhất nè, từ 180 đến 250. Rồi thêm một cái bản nữa là 14 inch, anh em nào sừng cho cưa 170 nha, hoặc là muốn ngắn thì dùng cái 14 inch khoảng tầm 277 mắt ship. Rồi tiếp theo là một cái lam đuôi 5002 và 353, hoặc là các cái cưa bãi Nhật nha, đuôi 5200 ha, đuôi nhỏ ha, nói vậy là anh em thợ dễ hiểu nè. Rồi tiếp theo một cây nữa 16 inch, anh em hay gọi là 55 này, đuôi 381-382 ha, 381-382. Rồi 381-382, 4 loại lam nha, 4 loại lam nha anh em. 14 inch dùng cho cưa 170, 16 inch dùng cho cưa 180 đến 250. Rồi 16 inch đuôi 5200 dùng cho 353 với lại cưa 5002 của Trung Quốc. Rồi cái cuối cùng là 16 inch 55 đuôi 381 382 361. Rồi xin chào. Có 4 lỗ rồi. Không, 4 lỗ thì cái đuôi này người ta cắt sẵn cho dùng cưa 250 thôi. Nếu mà anh em muốn bỏ cưa 250 cũng được nha, mà muốn bỏ vô cái đuôi 52 cũng được. Ví dụ như chúng ta có thể bỏ vô cho đuôi 250 vẫn được. Đó, cái lam này nó có lợi thế là dùng cho hai cái cưa 250 steel hoặc là cái cưa 5200, bởi vì người ta đã làm hai cái lỗ tăng sên rồi. Và ta xẻ rồi. Trước đây anh Bảo có bán cái lam Bosco và anh Bảo cái chất lượng của người ta phản hồi sao anh Bảo? Lam Bosco thì trong cái phân khúc mà cái tầm giá này thì lam Bosco là gần như là đứng đầu rồi ha. Đứng đầu vào trong cái sản phẩm với giá này. Thì rất là nhiều người yêu cầu mình nhập về cái lam này lại. Nhưng mà hôm nay thì nó mới có hàng về lại để bán cho anh em. Nó bị đứt cũng hơn gần nửa năm nay rồi. Không có hàng, bị cháy hàng. Thì qua cái đợt dịch Covid này thì hàng bên công ty Bosco họ mới về lại nhé. Số lượng thì cũng không có nhiều lắm đâu, tại vì cái đợt hàng đầu tiên nó bị khan một thời gian khá dài. Rồi xin chào anh em nha, anh em nào có nhu cầu về cái lam này đó, mấy cái lam Bosco này thì cứ liên hệ với. Rồi xin chào tạm biệt nha, hẹn gặp lại nha.